Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Vua Hải Tặc. Và ở tập trước thì mình đã làm được một cái khu vực cường hóa ở phía sau lưng mình, và cũng như là có ra biển để đánh bại một vài cái con tàu hải tặc á, và nhặt được hai trái quỷ mới. Một trái là trái Goenomi hệ Paramecia, còn một trái nữa đó chính là trái Guraguranomi, cũng là hệ Paramecia luôn. Và sau khi tìm hiểu thì mình biết được rằng cái trái Guraguranomi này á là trái địa chấn của Râu Trắng, người đàn ông mạnh nhất thế giới lúc còn sống á các bạn ơi. Hôm nay chắc mình sẽ ăn thử trái này để xem coi khi mình ăn trái quỷ Gura ra vào á thì mình có thể đánh bại được những cái tên đô đốc hải quân cũng như là cướp biển dễ dàng hơn không nhá. Và trước khi ăn trái này á thì mình sẽ test thử cái cây Mystic One mà mình nhặt được ở tập trước cái đã, tại vì mình đánh một cái tên Enderman nó rơi ra á, và để sử dụng được cái cây Mystic One này thì mình cần phải có những cái cục đá nhẵn trước cái đã, để giờ mình sẽ nung đá nhẵn ra nhá. Hoặc là Nethercrack, mà trong rương mình làm gì có Nethercrack đâu, để xíu xuống địa ngục thì chắc sẽ có một vài cái đem về đó. Nhưng mà giờ thì có đá nên mình sẽ test trên đá trước nha. Đây, đặt trước ba cái cục đá nhẵn ở dưới đất nè. Sau đó biến một cái. Ui, biến thành Emerald luôn. Biến một cái thành lưu ly, và cái cuối cùng nó thành tan rồi. Sao nó giảm dần người ta? Hiếm nhất là Emerald, thấp dần tới lưu ly và cuối cùng là than. Và khi mình đào thì nó vẫn rơi ra cái lưu ly nè, than và cũng như là emerald bình thường nhá. Nếu có gia tài thì nó cũng sẽ được nhân đôi hoặc là nhân ba ra luôn á, rất là xịn luôn. Và cái cây đó thì nó không có công thức chế tạo với lại rất là mau hỏng nữa. Và ngoài ra thì mình cũng có cái mệnh giá truy nã đầu tiên rồi các bạn ơi, đó chính là 2773 belly. Tuy nó hơi ít á, nhưng mà thôi, đây là một cái mức giá khởi điểm cho một tân binh mà, nên cũng tạm chấp nhận được. Và giờ thì mình sẽ bắt đầu ăn cái trái Guraguranomi nhá. Và trước khi ăn thì mình cần phải loại bỏ năng lực của trái Chiyu Nomi trước, vì nếu mà mình ăn hai trái một lượt thì hậu quả là sẽ chết queo á, nên không được đâu. Phải loại bỏ năng lực trái Chiyu trước bằng cách dùng một cái câu lệnh, đó chính là Remove Default Food á. Đây, lệnh như vậy và Enter. Như vậy thì mình đã mất trái Chiyu rồi, và bây giờ mình có thể ăn thêm trái Guraguranomi rồi đó. Giờ thì ăn thử nhá. Không biết nó như thế nào nữa, ăn như trước đi. Rồi, ăn xong rồi. Và cơ thể của mình không có biến dạng gì hết. Và sức mạnh cũng như là skill thì sao? Đã có trái Rura trong người rồi nè. Và có 4 kỹ năng luôn. Kỹ năng thứ nhất tên là Kaishin, mình sẽ cho vô thứ nhất nè. Kỹ năng thứ hai là Kabutowari. Kỹ năng thứ ba là Shima Yurashi. Và cuối cùng là Gekishin. Hình như kỹ năng thứ tư này là cú đấm mà có thể làm nứt cả không khí cơ. Và slot thứ năm mình sẽ cho Soru để chạy nhanh hơn nhá. Rồi giờ thì đi test năng lực trái Guraguranomi thôi. Ở đây thì không có Enderman để mình test ta. Chắc loanh quanh đây chắc cũng có một vài con Enderman á, tại vì bây giờ trong thế giới One Speed có rất là nhiều Enderman để mình test luôn. Ủa nhưng mà như không có tên nào đi dạo trong ngày hôm nay hay sao? Hôm trước mình đi vòng vòng đây thấy cả đống luôn. Mọi kệ, giờ test thử cho mấy bé cô nhá. Kỹ năng đầu tiên nè, chưởng một cái. Đây là trái địa chấn và ui, chưởng một cái chết quẹ bé cụ luôn. Công nhận trái địa chấn mạnh thiệt. Hai bé cụ kế bên nè. Ui chết một bé. Một bé thì mất hai máu. Ui vậy là nó sẽ tính sát thương cao ở mục tiêu đầu tiên. Ui vậy là mấy cái tên cướp biển với hải quân sắp toàn với mình rồi. Đợt trước cái trái Chiyu nó không có giúp mình tấn công thôi, chứ giờ có trái địa chấn của Râu Trắng thì mấy tên đó sắp mặt với mình. Ủa nhưng mà Ủa đây là ui doanh trại của sơn tặc các bạn ơi. Ở đây còn có sơn tặc nữa nha, ngoài hải tặc thì có sơn tặc nữa, và đây chính là căn cứ. Ui kìa chết thẹo trên mặt, còn đeo kiến nữa chứ mấy tên này. Rồi chiêu một đã biết xong rồi đúng không, mình sẽ test thử một lần trên tên sơn tặc này. Ui banh sát rồi. Ê ui chết chứ từ lọt nước rồi. Có sao không? À không, hình quá.
Ui, mình mãi đi ve, đi một hồi cái ve xuống nước luôn chứ, bó tay thiệt luôn. Rồi giờ mình sẽ bật sô rư và chạy một lèo qua bên kia luôn nhá. Mới phát hiện ra doanh trại của Sơn Tặc, để mình á cà khịa mấy tên đó một xíu coi. Hình như trong cái doanh trại đó còn có rương nữa. Mình để ý hình như có rương nữa nên xíu mình sẽ lấy đồ trong rương luôn nhá. Rồi giờ thì test kỹ năng thứ hai của trái Gura Ruranomi thôi. Và kỹ năng thứ hai là kỹ năng thứ hai là có thể tấn công trên diện rộng nè. Bujota. Kỹ năng thứ hai nè. Ui, skill này nó không nó không có mất nhiều máu, nhưng mà skill một là one shot one kill đó. Rồi chơi tới skill thứ tư, ủa thứ ba thì sao? Ồ, skill thứ ba cũng phát nổ nữa. Vậy là trong đây á thì skill nó không bị hiện rõ, chỉ có skill một là nó hiện ra cái vết nứt luôn nè. Mình dùng một cái là không khí nó có vết nứt luôn á. Giờ thử skill của đấm làm nứt không khí coi. Đấm một cái. Ui. Mình đấm một cái chết queo luôn. Ui, đấm lại mới được. Thử thử tay không luôn nè. Tay không nha. Hình như mình hết đồ rồi. Đây, tay không nè. Đấm một cái. Ui, đấm một cái mất tiêu luôn á. Ui, đúng là trái á. Địa chấn của gấu trắng có khác các bạn ơi, cực kỳ mạnh luôn. Đụng một phát là chết một con. Ý. À không, cái này bé cừu thôi, mình sẽ tha bé cừu đi. Và trong này thì có những cái túi Bali mình có thể dùng để kiếm thêm Bali nè. Rồi bánh quy thì không cần, có đạn. Ôi nhưng mà sao hôm nay mình đi mà họ không có thấy súng ta? Trong mấy tên cướp biển á cũng không có luôn. Ôi, doanh trại của Sơn Tặc thì chả có gì hết vậy. Chết rồi, gặp ngay Sơn Tặc nghèo rồi. Trong này còn không có đuốc để cắm nữa nè. Còn cái rương này thì sao? Toàn là đạn thôi mà cho đạn không cho súng gì trơn vậy. Buồn ghê luôn á. Nè. Toàn là đạn không mà, với táo và bánh thôi. Chắc tại mấy tên này nghèo quá các bạn ơi. Thôi kệ đi, dù sao mình cũng đã dọn dẹp cái băng Sơn Tặc này rồi. Giờ thì mình sẽ trở về nhà để làm một vài cái công việc tiếp theo trong ngày hôm nay nhá. Sẵn tiền này mình sẽ test thêm skill 3 thêm một lần nữa coi nổ gần có chết bé cừu không. Ui. Ui, hình như trái này nó nổ từ đây xuống tít lòng đất hay sao á. Nè 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 các bạn, chịu khó lắng nghe nhá. Đó. Đó. Mình nghe tiếng mình có cảm giác là như nó nổ từ đây xuống dưới bedrock luôn hay sao á. Ui, nguy hiểm thiệt, từ xa có được không? Ui, từ xa thì nó sẽ bắn giống như cái skill 1 á. Nhưng mà nếu dùng dưới mặt đất thì nó sẽ biểu hiện rõ rệt hơn. Gặp được trái quỷ xịn rồi, được á, được á. Rồi giờ thì mình sẽ vô trong nhà và bắt đầu công việc trong ngày hôm nay thôi. Mình sẽ cất bớt mấy cái lướt bát vô trong đi một xíu, có thêm lướt bát thì mình sẽ mở một lượt luôn nhá. Đồ ăn thì mình sẽ nấu lên để xíu khi mà đi khám phá còn có cái mà ăn nữa. Rồi, và ngoài ra thì mình chưa có cây hammer nữa đó, có cúp kim cương thôi chứ chưa có hammer kim cương, nên hôm nay mình sẽ dành một ít cái viên kim cương mình có ở trong những cái lò nung nè để làm một cây hammer nhá. Và mình cần phải đổi ra que trước, còn khoảng 4 que cho một lần làm hammer giống như vậy. Và cho vô cái bàn làm hammer đặt theo công thức giống như vậy đó. Vậy là mình đã có được cây hammer kim cương giúp mình có thể đào mỏ nhanh hơn. Táo thì mình sẽ cho riêng vào cái rương đồ ăn nè. Và lúc nào á, thì mình nghĩ cũng nên đem theo những cái cục thịt hồi máu, chẳng hạn như cái này là medium nè, rồi có cái 40% nè, rồi trái small cũng đem theo luôn và cho vào cái bé bé rương á để mình có thể hồi máu nếu mà bị mấy con quái nó mạnh hoặc là những cái tên cướp biển đánh trúng. Gỗ thì sẽ để ngoài để cho bé bé mình ăn nhá. Rồi tạm thời thì thịt được cũng đã nấu xong nhá, đây mình sẽ lấy ra một mớ. 3 giờ mình sẽ ngủ đi, sáng ít chưa chưa có quái vật hả, tên nào mà liều mạng vậy. Giờ mình đã có trái địa chấn rồi, tên nào dám lại nhà mình. Ui ui. Goblin hả? Goblin. Đùa hả Goblin? Đùa với mi hả? Đùa với mi hả? Mình có trái địa chấn mà dám lại gần. Và Goblin rơi ra những cái Terran Shard. Cái này dùng để làm một cái loại quặng gì đó và dùng để chế tạo áo giáp và kiếm luôn. Kiếm 12 đam lận. Cái này thì 15 đam. Ồ, thì ra cái này cũng làm được áo giáp nữa hả? Xịn vậy, để đấm một cái là chết liền. Còn tên nào nữa? Đây 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 đây, vẫn còn một tên. Vẫn còn một tên. Ui, cái trái cái skill 4 của mình á là phải tay không thì đục nó mới đau các bạn ơi.
tay không đục mới đâu nè. Và trong này nó còn có cái món vũ khí của Râu Trắng nữa, nhưng mà cái đó hình như phải nhặt hay sao á, chứ không có công thức chế tạo. Để mình vô trong nhà cho an toàn đi, rồi mình sẽ tìm xem nhá. Cái món vũ khí nè 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 nè, cái đó là Bisento đúng không ta? Mình nhớ không lầm á, là hình như Râu Trắng cầm cái cây Bisento siêu to luôn á. Mà cây Bisento trong này thì nó lại không có công thức chế tạo. Rất là tiếc luôn. Rồi tạm thời thì mình sẽ ngủ nha. Rồi sáng thức dậy thì mình sẽ làm một món vũ khí mới đi, có năng lực trái quỷ mới. Tại sao mình không có một món vũ khí mới nào? Và vũ khí trong ngày hôm nay á thì được chế tạo từ một ít sắt thôi. Và sắt thì mình có nén sẵn trong thời gian giữa hai tập. Kế tiếp sẽ cho hoàng chế tạo làm cái phần cán bằng sắt nè, phần thân cũng là bằng sắt luôn. Và nó sẽ ra một cái cây chùy gai nhá. Cây này nó có 6 đam thôi. Và ý khi mình để vô kho đồ thì nó lại lên 1,5 đam, thành ra được 7,5 đam luôn. Chưa enchant nhưng mà nó đã gần bằng sức mạnh của một cây kiếm kim cương rồi. Đập cái cụ thử. Ui, đập cái cụ, cái bé cụ chết queo luôn. Xịn vậy, xịn vậy. Đã vậy nó còn rất là to nè. Cái này quýnh mấy anh hải quân hoặc là cướp biển chắc mấy anh ngất xỉu luôn quá. Ở đây còn có Enderman nữa, để ra cà kẹ nhẹ Enderman coi. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, dịch chuyển đâu nhanh vậy? Ui, Enderman nhanh thiệt á, mới thấy đây dịch chuyển cái mất tiêu luôn rồi. Thôi kệ đi, giờ thì chắc mình sẽ làm tiếp công việc trong ngày hôm nay á, là xuống địa ngục một xíu nhá. Vì hiện tại thì mình cũng khá là cần những cái hắc gì à không, cái que quỷ lửa mà mình thì chưa mình thì chưa có que quỷ lửa, nên mình quyết định là sẽ xuống địa ngục trong ngày hôm nay. Mà trước tiên thì cần phải đánh bại Enderman cái đã. Enderman nè, Enderman hả? Cầm gỗ đi đâu, cầm gỗ đi đâu, đâu rồi? À đây 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 đây, mặc Soru lên, đâu rồi hả? Ui chuồn rồi, Enderman chuồn rồi. Tiếc ghê á, tự nhiên để Enderman chuồn rồi. Thôi kệ đi, cho Enderman một con đường sống. Và mình sẽ làm một cái cánh cổng địa ngục ở ngay vị trí này nhá, vì mình thấy chỗ này khá là đẹp nè. Thì ra lấy cái gỗ của cái cây của mình nè. Trời ơi, mấy cái con Enderman thiệt cái tình á. Tự nhiên lấy gỗ của mình nữa. Để giờ mình sẽ đập khối này rồi làm lại cánh cổng địa ngục nhá. Mới đặt nhầm cái rồi. Rồi, cuối cùng cũng làm xong rồi các bạn ơi. Ý, ủa hình như mình xây nó hơi dài đúng không ta? Ui chết rồi, mình xây nó hơi dài rồi. Hồi nào mình thấy nó cứ sao sao ấy, mà thôi kệ đi. Giờ mình sẽ vô trong để làm một cái bật lửa và kích hoạt cánh cổng địa ngục lên nhá. Một cái bật lửa thì được chế tạo từ đá lửa nè, cũng như kết hợp với một cái phôi sắt thôi, và kép cạnh lại với nhau giống như vậy. Bây giờ mình sẽ ra ngoài và kích hoạt cái cánh cổng địa ngục đó lên nhá. Mong rằng lần này mình sẽ xuống địa ngục một cách an toàn để tránh trường hợp bị mấy cái còn ở dưới nó quýnh chết á. Rồi giờ thì đi xuống địa ngục thôi nào. Ý, hình như mình đây nè. Mình chưa tắt cái Soru á nên chạy nhanh quá, phanh lại không có kịp, thành ra té xuống dưới luôn. Rồi giờ thì xuống địa ngục thôi. Đây là địa ngục trong One Speed đây sao? Ý, ui còn có cướp biển như này nữa hả? Trời ơi, cướp biển mà còn xuống địa ngục chơi nữa. Và dưới địa ngục trong này còn có những cái dây leo nữa nè các bạn ơi. Và việc mình nhảy xuống dưới chắc cũng không sao đâu, vì mình còn có cái ủng may nữa mà. Trước khi xuống dưới á thì mình sẽ đặt ở đây một cái điểm nha. Đặt là portal đi, để có gì mình còn dịch chuyển về cho nó dễ. Và giờ mình sẽ xuống dưới và tìm xem coi có cái gì mình lấy được không nha. Mình nghĩ dưới này chắc cũng có nhiều thứ mình có thể lấy được đó. Rồi xuống dưới nè. Đầu tiên thì mình thấy ở đây có cái cây gì lạ lạ, mình sẽ chặt thử. Cây này được tên là Helpa hả? Helpa, không biết nó làm gì được không ta? Cái này thì có thể làm được những cái crate. Và ui, cái crate đó giống cái kho chứa vậy. Để xíu về test thử. Ui, dưới này còn có quái vật nữa. Mình sẽ chừa ra một ô trống để có gì mình còn dùng cái skill của mình nha. Đây, chừa mấy cái ô trống ở phía dưới này đi. Mình sẽ test thử coi một đấm của mình nó có chết một con quái vật dưới này không nhá. Ây da, mấy anh cướp biển nhìn có vẻ căng thẳng vậy. Thắp đuốc lên cho các bạn dễ dàng quan sát nè. Rồi, thắp đuốc lên một cái, dùng cú đấm. Ui, ây da, ai quýnh mình ấy? À không, anh này. Bắn nè, bắn. Ở đây vẫn còn. Đấm cho một cái, chưởng cho một cái là chết.
Ui, bây giờ mình có thể chiến đấu mà không cần vũ khí cũng được, vì đã có trái quỷ địa chấn rồi. Một trái cực kỳ mạnh luôn. Nhưng mà phải cẩn thận, lỡ mà đánh chàm mấy anh Zumba Bitman là cũng mệt mỏi dưới này đó. Rồi, đằng kia có một con quái vật 50 máu, nó cầm cung kìa. Nhìn có vẻ căng thẳng đó. Kích hoạt skill lên rồi bay qua bển đục nhá. Nhảy qua nè. Đục một cái. Ô. Ui. Một đấm mình chết luôn con quái vật 50 máu. Vậy là mấy ông đô đốc hải quân sắp mặt với mình rồi. Và nó còn rơi ra những cái molten shack nè, có thể làm ra những cái hoặc cái loại khoáng sản molten dùng để làm cung. Ồ, thì ra là vậy. Ở này còn không? Có rơi dưới không ta? Ở đây nè, nó rơi trên này nè. Được 8 cái rồi, quá đã quá đã. Ngoài cướp biển còn có cả hải quân nữa. Ui, thì ra dưới địa ngục nó căng thẳng đến vậy sao? Nhưng mà nhiệm vụ chính của mình xuống này á là để đi tìm cái pháo đài địa ngục thôi, vì mình đang rất ý. À đây 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 đây, một tên định cà khịa mình hả gì hả? Canh me canh chua định quýnh mình này sao? Ui, nhưng mà ở đây có cái khoáng sản gì nè, một khối luôn á, nhìn rất là giống khối emerald nhưng mà chỉ nó có điều là khác màu thôi. Sẽ dùng cái cây hammer mới mới làm đi, đào xuống dưới thử, sẵn tiện lấy thêm thạch anh luôn, chưa đứng trên này cho chắc. Lỡ đào rồi gấn dưới thì sao? Ấy, vẫn chưa rớt nữa hả? Đứng trên đây, đào xuống, đào xuống một lần nữa coi, tới chưa tới chưa? Nè, tới rồi tới rồi, cái này là netherite, để mình xem coi mình có thể đào được bằng cúp kim cương không nhá. Ui, hình như cái quặng này mình đụng vô bị mất máu hay sao á, đúng không nhỉ? Ui, đúng rồi, đụng vô bị mất máu. Ui, cái này nó bị thiếu block rồi, để mình bắt thêm block xuống dưới mới lấy được, không thôi nó rớt xuống lava. Rồi giờ thì khai thác cẩn thận xíu coi. Đập ra nè. Được hai khối luôn và có thể đổi ra được rất là nhiều những cái netherite ingot dùng để chế tạo một cái thanh kiếm. Nhưng mà cái này hình như là nó dùng để hồi máu các bạn ơi. Cái này giống cây kiếm thôi nhưng mà công dụng của nó là để hồi máu á. Và phía dưới này mới là thanh kiếm, được chế tạo từ bột quỷ lửa tím, và nó 20 sức tấn công và 500 lần sử dụng. Ui, một cây thanh kiếm mà 20 sức tấn công luôn hả? Xịn dữ vậy. Chắc sắp tới phải tìm mấy cái con quỷ lửa mà màu tím để lấy cái bột quỷ lửa tím thôi. Giờ thì mình sẽ đi tìm cái pháo đài địa ngục tiếp nha. Ý, chưa 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 chưa. Mình thể tự ấy. Ui, chết rồi, bị cháy. Ui, con nhện địa ngục này mạnh quá. Phải dùng năng lực trái quỷ thôi. Dám quýnh mình. Này thì nhện địa ngục nè. Và mình sẽ cất cái loot bag, cất cái netherrack chuẩn bị thức ăn để ăn hồi máu. Và đây là một cái con ốc sên tiền tinh. Nó có 5 máu thôi à, nhưng mà mình không biết nó ăn cái gì ta. Và làm sao để lấy nó nhờ? Ui. Và làm sao để lấy nó nhờ? Ui. Ui, chết rồi. Mình dùng nhầm. Trời ơi. Ui, mình lỡ kết liễu cái con ốc sên truyền tin luôn rồi. Và nó cũng không rơi ra luôn á. Thiệt tình lỗi mình quá. Mình quên chỉnh sang slot item á, dùng đại cái skill vô mặt cái con ốc sên truyền tin, thành ra chết queo luôn. Bỏ tay mình thiệt á chứ. Rồi, và hướng này có cái gì nào? Hướng này có mấy hoa gì đây? Cái này là Burning Blossom, hình như cái này hoa lửa thì phải, đúng không? Ừ, đúng rồi, hoa lửa, hoa lửa. Đúng rồi, trên kia là một con quái vật cầm cung nữa kìa. Úi, đây nè, đây nè. Đây còn mấy cái quặng Netherite. Đằng này thì có hải tặc, thôi. Hải tặc kế Zumba Bitman, lỡ mình quýnh hải tặc mà trúng Zumba Bitman thì mệt mình nữa. Úi. Ui, đằng kia có con gì tím tím kìa, phải quỷ lửa tím không? Hy vọng là quỷ lửa tím nhá. Để mình còn đánh và tìm thêm những cái bột quỷ lửa tím nữa. đúng rồi. Nói chứ ai. Ấy. Thôi xong rồi các bạn ơi. Mình sẽ nhầm vô. Sẽ nhầm vô Zumba Bitman rồi. Thôi xong. Thôi kệ. Lỡ rồi thì quýnh luôn chứ sao giờ. Ui, được một cái bột quỷ lửa tím rồi. Tìm thêm. Ý. U. Đằng này còn có cái pháo đài địa ngục nè. Ui, đã nha, đã nha. Rồi giờ thì đấm một con quỷ lửa thường. Ấy á. Phải tay không mới được, tay không mới được. Nha, cái tay không là slot số mấy đây, đây đây đây. Tay không nè, đục phát mới chết được. Là có được que quỷ lửa.
Rồi thì mình sẽ nhảy một cái qua đây. Rồi, và dưới này á mình cần phải tìm thêm những cái yên cưỡi nữa nha. Vì dưới địa ngục thì tỷ lệ gặp được yên cưỡi sẽ rất là cao. Nên tranh thủ tìm yên cưỡi về cưỡi mấy bé ngựa có cánh luôn. Tại vì trong này mình chưa có cái trái ác quỷ nào giúp mình bay được hết trơn á. Và có búa địa ngục nè, mình sẽ dùng cái excavator để đào hết mang về nha. Đó, đào cái hết luôn. Bên đây còn mớ nữa nè, để mình lấy nốt chỗ này nữa nha. Rồi, và tiếp tục đi tìm những cái rương trong pháo đài địa ngục thôi. Trên này thì hết đường rồi, để mình đi qua hướng này nha. Tuy hơi chật hẹp một xíu nhưng mà chắc cũng có thể đi được. Và cắm đuốc lên để cho các bạn dễ dàng quan sát. Ý nhưng mà hướng này nó đang dẫn ra phía hồ lava thì phải. Ủa đúng rồi. Ui. Hải tặc nè, mình sẽ dùng thử một cái skill 3 đi. Đó, chết quẹo luôn. Đừng tưởng núp sau một cái hàng rào bằng những cái khối đá nether này thì không chết nha. Mình dùng trái địa chấn đó, đứng cơ nào mình cũng giết được thôi. Và một cái rương có vàng cũng như là giáp ngựa sắt hả. Mình không cần giáp ngựa, mình chủ yếu là cần yên cưỡi thôi. Úi, đằng kia có cái gì kìa, nhìn to cực luôn á. Không biết trong đó có gì không ta. Ở dưới địa ngục có nhiều cái bí ẩn quá à. Và tạm thời thì mình sẽ bật Suru lên để chạy cho nhanh nhá. Và đi tìm thêm những cái rương thôi. Hướng này xem. Hướng này thì lại đi ra bên ngoài. Thôi kệ, đi qua bên đây thử xem như thế nào. Ui, đợt, phía trên còn có mấy cái quặng gì mà hồng hồng tím tím nữa kìa. Để có gì mình sẽ trèo lên để khai thác thử nhá. Còn giờ thì đi tìm rương thôi. Ủa mà tính ra cái pháo đài địa ngục này cũng bự lắm á. Có mấy cái ngã tư nè. Và có những con skeleton, wither. Mình sẽ chữa một cái. Chết một tên rồi. Giờ thì kích hoạt cú đấm của người mạnh nhất thế giới nè. Chuẩn bị. Nó nằm ở slot này. Ý, ui. Giờ mình mới để ý nha. Khi mà mình kích hoạt Soru á, thì mình sẽ không dùng được kỹ năng cú đấm địa chấn nữa. Phải tắt Soru và kích hoạt kỹ năng địa chấn mới được. Lại đây. Có ngon xuống dưới đây, đúng rồi. Đấm một cái nè. Này thì lại dám lại gần ha. Người đàn ông có sức mạnh trái địa chấn. Rồi và đằng kia là Ui, đằng này nó có cái gì nè. Ui, cái này cái gì á? Raystone. Ui, cái này hình như cái bi mộ thì phải á. Ui, nhầm. Mình xài lộn. Đào thử coi. Ui, đúng rồi, cái này có thể đào được luôn. Và cái này là gì đây? Bone steel hả? Cái này kiểu như cái tượng hay sao á. Cái này bằng xương á. Ừ đúng rồi, đặt đổi ra xương được luôn. Thôi mình sẽ trả lại cho anh ta đi. Và trong đó có rương không? Ý, nhưng mà ở dưới này nó có mấy cái quặng nè. Để mình đào về thử nha. Khối này thì đứng lên thì nó không có bị mất máu. Ui, cái này nhìn giống một cái khối khoáng sản. Nhưng mà đào thì nó ra có một cái blue gem à. Cái đó là cái quặng blue gem các bạn ơi. Ý, đằng này có rương nè. Y bộp là có yên cưỡi nha, vì tỷ lệ gặp được yên cưỡi dưới nether rất là cao. Ôi nhưng mà sao nãy giờ không có yên cưỡi nào hết trơn vậy? Toàn là mấy cái giáp ngựa không à. Thôi kệ đi. Dùng kỹ năng. Ý, nhầm. Kỹ năng thứ 3 mới đúng. Kỹ năng thứ 3 nè. Còn một tên hả? Kích hoạt phát nổ. Dám đùa với mình. Và hướng này thì đã cùng đường rồi. Để bây giờ á, mình sẽ tìm một cái con đường khác và đi sâu hơn vào bên trong cái pháo đài địa ngục này, xem coi có gặp được mấy cái yên ngựa không nhá. Mình quyết tâm phải có yên ngựa mang về thì mới cưỡi mấy em ngựa được. Buồn ghê luôn á, một cái pháo đài địa ngục bự như vậy mà chả thấy một cái yên ngựa nào trong những cái rương hết. À đây. Đây còn con quái vật nè. Mình sẽ chưởng nó một cái. Và chuẩn bị phát nổ. Phát nổ nè. Ui, không được. Ây da. Phát nổ nè, chết chưa? Ui, vẫn chưa chết nữa. Ui, con đó khỏe vậy. Ui, là chỉ có cú đấm địa chấn của mình thì mới kích liễu được con đó thôi. Ui, suýt chết luôn. Wow, con đó mạnh thì có chứ. Giờ chắc mình sẽ vứt bớt một ít cái len đi. Tại vì len thì bây giờ mình không cần cho lắm á. Rồi tranh thủ ăn để cho nó hồi máu. Để coi trong rương này có những cái cục thịt hồi máu không. Có nè, mình sẽ lấy cái 40% hoặc là medium đi. Medium thì chắc nó sẽ hồi nhiều hơn á. Và ăn luôn nhá. Đây, ăn một cái và xuống giữ trả thù con quái vật hồi nãy coi.
Cắt bớt một ô cái đã. Vứt cái gì đây, vứt cái gì đây. Đây, xài cái này. Rồi, người chuẩn bị đền mạng đi. Ây da, ây da. Ui, ui, ui. Ui, hai con lận. Ở dưới hai con chứ không phải một con các bạn ơi. Để mình thử dùng skill 3 xuyên tường coi. Chết chưa, chết chưa. Ui, chết tên con rồi, chết. Ây da. Ý, con nhện cắn lén kìa. Ui, chơi mình chơi cắn lén thì cái tình luôn á. Để bây giờ mình tranh thủ mình làm một ít cái rương nhá. Rồi mình sẽ cất đồ mà mình tìm được nãy giờ sau khi trở về. Đây, đặt cái rương ở đây nè. Cất đồ vào trong bớt để có thêm không gian. Lấy lại những cái thức ăn hồi máu. Rồi còn gì nữa. Đây, cây mace nè. Mình đã kích hoạt sẵn cái cú đấm địa chấn rồi. Lại đây mình đục cho vỡ mồm. Ui, nó mạnh thiệt á chứ. Ui, nó cắn mình một cái, mất gần nửa máu, trời ơi. Một con nhện thôi á. Rồi, con bên trong chết chưa? Đó, lần này thì mới thật sự chết nè. Và nó sẽ... Ui, không rơi ra đồ gì hả? À, nó rơi ra những cái mô tần sát. Và cái này thì nãy giờ mình cũng nhặt được ca cá rồi đó. Để dành từ từ đi, chắc cũng sẽ đủ trong thời gian gần. Và đằng kia lại là một cái con wheel fry nữa. Né né nó ra các bạn ơi. Đi tìm yên ngựa thôi. Ủa, cái... Ừ đúng rồi, cái yên ngựa thôi. Chứ giờ cà khịa mấy con này thì mệt nữa. Ý, đằng này có con quỷ lửa màu tím nè. Mình đang cần mấy cái bột quỷ lửa tím. Để mình sẽ sử dụng một cái tay không. Và đấm nó một cái nha. Đấm nó một cái nè. Ừ, nhưng mà nó không có rơi rồi. Vậy là tỷ lệ rơi của con quỷ lửa tím nó cũng khá là thấp á. Tiếc ghê luôn á, lâu lâu mới gặp một con mà nó cũng không rơi ra cho mình nữa. Và đây là một cái như là những cái khối thịt zombie hay sao á. Ui, nó còn bốc lên những cái gì đỏ đỏ nữa kìa. Nhìn ghê quá à. thôi kệ đi, không nên lại gần đâu. Thì mình sẽ lượn vài vòng nữa coi có gặp được cái rương nào không nhá. Rồi mình sẽ lấy đồ mang về nha các bạn. Ui, đi nãy giờ không gặp rương mà còn gặp nguyên con gas nữa. Đừng để mình dùng trái địa chấn để trưởng nha. Kỳ lắm đấy. Đừng có để mình dùng. Mình sẽ dùng... Ê, nhầm. Mình sẽ dùng trái địa chấn. Ui, nhưng mà hộp lắc rồi. dùng lại. Lần đầu thì hộp nhưng mà... Lần này thì không có hộp đâu nha. Dám đùa với mình. Gơi ra nước podcast luôn. quá dữ. Rồi, giờ mình sẽ tránh qua cái vùng này cái đã. Nãy mình lỡ dùng cái kỹ năng địa chấn á. Chúng một con zombie biết mẹ bây giờ nó đang dí mình quá trời nè. Chạy thôi, quýnh đông lại thì chạy chứ biết sao giờ. Nhảy qua một cái. Nhưng mà mình tìm trong tòa thành á, không thấy thêm cái rương nữa hết các bạn ơi. Kỳ ghê luôn, tòa thành thì bự mà không thấy cái rương nào hết. Nên mình qua đây lấy một ít cái đá phát sáng mang về dùng trong thời gian sắp tới á. Rồi sau đó trở về nhà nhá. Chứ dưới này thì nó nguy hiểm lắm. Mình đã trở về nhà rồi đây. Và hiện tại thì mình có hai bé bét thôi. Một bé bét nhà để mình di chuyển về nhà, cũng như là một bé bét rương để mình chứa đồ. Và mình cần thêm kỹ năng nhìn trong bóng tối nữa, nên mình quyết định sẽ làm một bé bét mèo nhá. Bét mèo thì mình cần phải có vàng nè, hạt vàng cũng như là kim cương và một con cá thôi. Để bây giờ mình sẽ làm cho mình một cái cây cần câu nhá. Rồi đi câu cá để làm cái bé bét mèo giúp mình nhìn trong bóng tối và tiện lợi hơn khi khám phá nha các bạn. Giờ thì sẽ bắt đầu ra đây và câu cá thôi. Hy vọng là cá sẽ mau cắn câu để mình có thể làm được cái bé bét mèo nhá. Ui. Ui, đợi cái buổi trời. Được nguyên con cá nóc luôn á. Buồn thiệt, chẳng lẽ ăn cá nóc tự tử chứ. Thì cái tên. Đợi dài cái cổ luôn mà lại ra con cá nóc nữa. Và không biết là có bắt buộc là phải là cá... Con cá... Cá này không ta? Mình sợ bắt buộc cá này là mệt nữa. Nhiều khi nó ra con cá hồi á các bạn ơi, chứ không phải ra cá tuyết đâu. Vì con cá này nó ngẫu nhiên lắm. Nhưng mà thôi kệ, đây giờ mình sẽ đứng đây đợi thêm một lúc nữa. Coi nó có rơi ra con cá mình cần không nhá. Cắn câu rồi. Yay. Sao lại ra con cá này? Ui, con cá này dùng để làm sushi thôi chứ đâu có dùng để chế tạo đâu. Mình câu cá để làm bé mèo mà cũng khó với mình. Buồn nghiệt, đổi chỗ, câu chỗ này không hên rồi. Ra đây nè, chỗ này nước sâu hơn nè, hy vọng là sẽ có cá hồi nhá. Ủa không, cá tuyết nhá. Ui, cá sắp cắn câu. Bà. Sao lại ra con dao?
Ôi bó tay luôn á. Nãy giờ mình trèo lên nóc nhà mình câu cho đổi phong thủy chứ. Câu mãi mà không ra cá tuyết gì trơn à. Đây, trèo lên nóc nhà nè, cho nó phong thủy nha. Rồi câu cá lại. Hy vọng là lần này sẽ rơi ra con cá mình cần nha. Nãy giờ câu 3 lần rồi đó mà chưa lần nào ra con cá này hết á. Giỏi thiệt sự luôn. Ui. Câu từ sáng tới tối rồi mà cũng chưa có một con cá nào nữa. Thôi bé đó thì để khi khác mình làm đi, hoặc là một xíu đi khám phá biển á, sẵn đó thì mình sẽ câu cá luôn nha. Chứ bây giờ mình câu trong sông này chả thấy con cá nào hết luôn á, toàn ra mấy thứ gì đâu không à. Thì mình sẽ cắt vô trong này đi. Và để lên đường á thì mình cần phải chuẩn bị cho mình một cây rìu nè, một món vũ khí, một ít thức ăn cũng như là block để mình bắt qua những cái con tàu khác á. Và ngoài ra thì mình sẽ mang theo thêm những cái thức ăn ngòi máu giống như vậy. Coi nào, sẽ đem loại nào đây? Status Heal Restore hả? Ok, đem tạm cái này đi, có 4 cái luôn nè. Rồi, bây giờ thì mình sẽ dịch chuyển ra cái con tàu của mình nha. Rồi, mình đã dịch chuyển tới con tàu của mình. Và ở tập trước thì mình đã đánh bại những cái con tàu hải tặc cũng như là hải quân ở lân cận rồi á. Nên bây giờ thì mình sẽ đổi hướng đi, mình sẽ đi ra xa hơn để tìm những con tàu khác nhá. Mong rằng là sẽ nhặt được nhiều những cái rương kho báu mang về và mở ra. Và tốt nhất là những cái rương vàng thôi, vì trong cái rương vàng thì mình mới may mắn có được cái trái Rurarurunomi á. Chứ nếu không thôi là mình dễ gì có được trong những cái rương gỗ. Và hướng lần này mình sẽ đi là đi ra hướng đông đi nha. Ok, bây giờ mình sẽ đi thử về hướng đông nhá, xem như thế nào. Rồi, cài số ve. Ve ra ngoài, ve ra ngoài thôi. Và mình sẽ đi về hướng đông nhá. Đây, hướng đông là hướng bên này nè. Rồi, đi thẳng về hướng đông thôi. Ủa, nhưng mà hướng đông hình như đi vô bờ hay sao ta. Mình thấy nhìn hơi quen quen á. Để đi thử coi mới biết được. Ủa, sao mình đi có một chỗ vậy. Kỳ vậy, mình đâu có cài số ve đâu mà sao lại đi ve rồi. Nó hình như nó bị vướng vướng cái gì á. Đúng không ta? Mình có cảm giác là nó bị vướng vướng cái gì các bạn ơi. Hay là vướng mấy con cá voi đây. Mình sợ bị vướng mấy con cá voi ấy. Kỳ lạ thiệt. Mà cái thuyền của mình đâu có buồn, nhìn buồn cười cực luôn á. Điểm nhận dạng cái tàu hải tặc của mình á là một cái con thuyền nhưng mà không có buồm nha. Bó tay luôn, tàu mà không có buồm. Ủa, nó bị mắc kẹt rồi. Chết rồi, mình bị mắc kẹt hay sao rồi. Nãy giờ mình bơi lòng vòng à. À đây nè, đi được rồi. Ủa, nhưng mà nó vẫn bị vướng á. Chắc sắp tới mình phải đổi con tàu khác quá à. Ý, đây nè, một cái tàu hải tặc. Nhưng mà nó cũng thuộc dạng nhỏ thôi, nó không có to được như tàu của mình á. Mà thôi kệ, đánh tàu nhỏ cũng được, miễn có tàu để mình đánh là vui rồi. Mình sẽ bắt đầu đổ lại cái nơi này nhá. Bỏ neo xuống. Úi, đằng kia có King Crab kìa, những con vua biển. Cua biển gì đâu mà ở tí trên đó vậy. Mình có nên làm liều nhảy phát qua bên kia không ta. Ủa mình, nhưng mà thôi, từ từ. Lũ đang điểm trước đây, lỡ nhảy hụt còn có cái gì chuyển lại nữa. Lưu một điểm màu trắng ở đây nè. Lại bỏ điểm màu trắng cũ trước. Là bỏ điểm này và bắt đầu nhảy bồng bển thôi. Một pha nhảy ha, để đời của Lộc này. Chuẩn bị. Bật chân xa xa rồi nhảy thôi. Ôi chết à. Nhảy gớt xuống nước mất tiêu rồi. Một xíu nữa thôi luôn á. Trời ơi xui thiệt. Biết gì nãy mình lấy block ra kịp là chắc là qua. Đây mình sẽ biểu diễn lại lần nữa nè. Lần này mình tin chắc là sẽ không có fail nữa đâu. Nãy là nháp thôi. Lần này mới nhảy thiệt nè. Pha nhảy để đời. Nó. Lần này thì thành công rồi. Và trong này coi. Không có tên hải tặc nào ra tiếp đón mình ta. Kỳ vậy. Ui có King Crab nè. Hôm nay mình sẽ đục một con King Crab. Rầm. Một đấm một là chết con cua biển liền. Rồi một cú đấm nữa dành cho mấy tên hải tặc. Thêm một phát trưởng nữa. Và rầm. Ui có trái địa chấn thì hết ghê luôn á. Hay là mình sẽ dùng cái mình sẽ dùng cái cây chuyền này đánh xíu ta. Chứ dùng cái kỹ năng thì mấy tên này đánh không lại mình đâu. Mình mạnh lắm rồi.
Ui ui ui, đông quá đông quá đông quá. À, tập bè tập bụi. Tập bè tập bụi nè, tập bè tập bụi. Tập bè tập bụi. Mình sẽ đấm một phát cho chết tên này luôn nhá. Dám bắn mình, dám bắn mình hả? Dám bắn mình, dám bắn mình. Còn tên nào dám bắn mình nữa không? Ừ mà quên mất, ở đây có những cái spawner á, mình phải đạp ra trước cái đã để cho nó đừng xuất hiện thêm. Đây nè. Vậy là nghỉ xuất hiện, còn tên cuối thì mình sẽ dùng chì để dằn mặt nha. Đập đập vô mặt trò xỉn nỉn nè, cái tội bắn mình. Trong này thì sẽ có những cái chai cola. Cái này là chai cola nhỏ thôi các bạn ơi, mình có thể kết hợp thêm đường á để tạo thành những chai cola bự hơn. Và 6 chai như vậy sẽ làm được một cái ba lô cola luôn á, nhưng mà không biết cái này có chứa được đồ không nữa, để sắp tới khi nào đuổi thì mình sẽ thử trang bị xem như thế nào. Và một cái rương này, hy vọng là sẽ có trái ác quỷ nhá, vì bữa nay mình chưa có nhặt được cái rương nào chứa trái ác quỷ hết. Yay, một cái rương chứa trái ác quỷ nè, nhưng mà nó chỉ là gương gỗ thôi à. Ok đi, có gương gỗ cũng được, đỡ hơn không có. Rồi bây giờ thì chắc mình sẽ đi tiếp thôi. Lúc đầu mình cứ tưởng cái chỗ này không có trái quỷ đâu á, tại vì cái tàu hải tặc này các bạn, so với tàu của mình kìa, nó bé xíu luôn á, so với mình là không bằng, nó chỉ bằng một nửa thôi mà nó có được cả một cái rương chứa trái quỷ là vui lắm rồi. Và để coi, cái này nó mắc cạn nên mình không có dùng để di chuyển tiếp được nữa, nên rất là tiếc luôn. Để bây giờ mình sẽ bắt block ra. À không, không cần đâu, dịch chuyển cho nó nhanh. Có chức năng dịch chuyển mà. Rồi bắt đầu dịch chuyển đi tiếp nha, sẽ loại bỏ điểm này luôn. Rồi giờ mình sẽ bắt đầu dâm bường và đi tiếp để tìm một cái con thuyền khác và đánh chiếm thôi. Mình vừa đổi góc lái tàu một xíu các bạn ơi. Xuống đây nhìn nó cũng ngầu quá chứ. Và vùng này thì có vẻ bây giờ tới đất liền mất tiêu rồi. Nó còn gần cả một cái khu rừng nữa cơ. Ui ui, gần gần nó lót map ghê quá. Ý. Ui. Ui, hình như phía trước là một cái tàu hải tặc đúng không? Ừ đúng rồi, một cái tàu hải tặc nhưng mà được giấu bên trong cái ngọn núi kìa. Ừ đúng rồi đúng rồi. Dừng lại một cái coi, để mình vô đó thăm dò tình hình xem như thế nào. Rồi trèo lên một cái nè. Và có vẻ nó khá là xa nha. Mình trong này thì không có. Để mình làm một cái thuyền nhỏ đi, để mình tự thân mình chèo vô trỏng xem như thế nào nhé. Xem tình hình có ổn không, rồi mình sẽ đánh chiếm luôn. Đầu tiên sẽ đặt cái bàn chế tạo ở đây nè, sau đó làm con thuyền nhỏ và trèo thôi. Hy vọng là mình có thể an toàn khi đi xuống thuyền nhé. Mình sợ xuống thuyền cái mình gớt dưới nước lắm luôn á. Đây, bật solo chạy nhanh nè, nhảy xuống dưới. Ui, cẩn thận, và trèo thuyền thôi. Cố lên. Mắc kẹt. Rồi bơi thuyền vô nè. Ui đúng rồi, có cò hải tặc ở phía trước thuyền luôn. Cẩn thận. Dừng lại một cái ngay đây. Ui cái thuyền. Ui. Rồi cái thuyền nó giật ngược ra ngoài rồi. Thôi kệ đi, giờ mình sẽ cút bộ lên nhá. Chắc để an toàn hơn á thì mình sẽ bắt vào lốc để bám vào cái mạn thuyền. Giống như vậy. Được không? Ê, có được không? Làm lại một cái. Rồi, lần này thì được rồi. Ui, trong này nó tối thui hả? Để coi có tên nào trong này không? À, đây. Ui, cầm súng, mấy tên này cầm súng nhìn căng thẳng vậy. Cầm súng nè, chỉ súng vô mình là mình không thích đâu. Thà nói chuyện đàng hoàng chứ chơi mà chỉ súng vô người ta là như thế nào? À, trên này. Ui, cũng có tên cầm cúp nữa. Thủ lĩnh là gì? Tên nào thủ lĩnh vô đây? Dám làm hải tặc ở vùng biển của mình. Mình là ha, sức mạnh của dâu trắng này. Phát nổ một cái. Giờ chiến đấu không cần vũ khí cũng được luôn. Ôi nhà mấy tên này bắn đầu á nha. Không phải dạng vừa đâu. Ê. Ui. Cái tên miner đó, tên thợ mỏ đó đập mình chết queo rồi. Mình sẽ trả thù bằng một cái phát chì. Dám đập mình hả? Ấy, còn một tên nữa. Cầm súng. Chơi mà cầm súng chỉ vô người ta làm gì? Ôi trong này có đồ đen nè, lượm luôn. Cái tội nãy đập mình một cái phát mình sẽ lấy hết nhá. Trong ui. Ui hải tặc này giàu nè, có kim cương nè, nhưng mà nó không có trái quỷ rồi, rương trái quỷ rồi. Ok, có này mất cái kia thôi chứ sao giờ. Này thì hải tặc nè. Hình như đây là một cái đường tắt đi ra bên ngoài thì phải á.
Hồi nãy mình còn thấy một cái spawner ở đây cơ, nhưng mà nó mất tiêu rồi. Để đi về hướng này xem như... À, hướng này vẫn còn hải tặc nè. Mình sẽ kết hợp vừa chùy và năng lực trái quỷ cho nó mạnh nhá. Râu trắng thì dùng cái cây cây đao bự á, còn mình thì dùng chùy thôi, vì chưa có cái cây đao giống râu trắng á. Chứ có là mình cũng dùng cho giống nhân vật râu trắng trong One Speed rồi. Giờ thì đập ngươi nè, cầm khiên cũng không có đỡ nổi đâu. Ui, còn có tên cầm cờ ra quýnh mình. Cầm cờ nè. Không xi nhê luôn. Vậy thì test thử một cú đấm của ta đi. Nhưng mà trước khi đấm thì mình cần phải dọn dẹp đồ cái đã, cho bớt đồ vào trong. Từ từ, đợi cất đồ cái, bình tĩnh nào. Cất đồ vào trong cái đã. Ấy à. Hổng sượt nè. Còn tên nào hổng sượt nữa. Ui, chết rồi. Mấy tên này dồn mình vô đường cùng rồi. Đừng có dồn ta vô đường cùng. Dồn vô đường cùng hả? Phát nổ nè, thì ra có tên hồng máu cho mấy tên này. Ây da. Chạy để hồi phục cái đã. Giáp mình, nói chung trong thế giới One Piece á, mặc giáp cũng như không à. Mấy tên này nó quýnh cái nó xiên giáp á các bạn ơi. Ui, quýnh gần chết rồi. Sức tấn công thì có đó, nhưng mà sức phòng thủ thì mình không có tí nào hết trơn. Ui, giáp mình dởm quá, sắp tới phải tìm cách để nâng giáp lên thôi. Ui, gần quá. Chiến đấu cần chiến thì mấy tên này quýnh hội đồng, nhưng mà không sao, mình sẽ đánh mấy tên này cho bằng được. À, còn uống thuốc hồi máu nè, dám uống thuốc hồi máu. Rồi, giờ đánh tiếp thôi. Dùng trái quỷ địa chấn. Một chỗ thì chỉ có một tên thôi à, nên cũng hơi khó đấy. Còn định cầm súng hay gì? Ủa, mấy tên này cứ áp sát hoài vậy. Áp sát nè. Ui, khiên nó có thể chặn được trái quỷ luôn kìa. Một chưởng không chết. Khỏe vậy. Khỏe nè, quýnh cho lọt xuống biển hết. Rồi giờ thì đi tiếp coi trong này còn cái gì không nhá. Để tranh thủ ăn miếng gì đó đi cho nó hồi máu chứ. Bây giờ mình yếu quá. Phải chi mình có set đồ nào full giáp thì hay nha. Thôi kệ, đành chấp nhận thôi chứ biết sao. Trong này vẫn còn cướp biển. À, tên này cầm súng. Cầm súng thì cho ăn trái quỷ liền. Cầm súng. Ui, nó còn có tên cầm gãy trái tim nữa. Tên cầm gậy quýnh tên cầm gậy trước nè. Cầm gậy dám búp máu cho người ta hả? Dám búp máu. Búp máu nè, cho nghỉ búp máu luôn. Búp máu nè, chết chưa? Vẫn chưa chết hả? Vậy mới chịu chết á. Châu thiệt sự. Ở combo liên tục bằng trái Gura Ruranomi thì mới kết liễu được mấy tên này các bạn ơi. Có vẻ khá là căng đấy. Hình như phía dưới vẫn còn đường hay sao? Đúng không? Vừa dưới này vẫn còn nè. Quá trời luôn. Này thì quái vật nè. Còn có mấy tên cầm súng khó chịu vậy. Đứng dưới biển là mình bơ luôn á, mình không có quýnh mấy tên dưới biển đâu. Quýnh mấy tên đó mình lỡ không may mình lọt xuống dưới thì mệt nữa. Tân không biết lội rồi mà đứng gần biển sợ cực luôn. Rồi còn tên nào nữa, để mình hồi cái skill 1 cái đã. Rồi tiếp tục là skill 3. Bà nhặt cái lướt bát nè. Quýnh cho người chết chìm ở dưới luôn chứ zoom bay mà bà đặt lội. Và mấy tên này thì sao? Đi ra chỗ khác. Dám lộng hành. Rồi, ok rồi đó. Hình như cái này là cái quán bar của băng hải tặc này sao á. Mình nhìn cái thiết kế này rất là giống luôn. Có chỗ làm nước nè. Còn đây là chỗ ngồi của mấy cái tên hải tặc thôi. Ủa, vậy là cái tàu hải tặc này chỉ neo đậu tại đây thôi hả? Để bây giờ mình sẽ tìm cách trèo lên cái thuyền. Ủa, trèo vô trong cái thuyền này nhá. Xem coi bên trong cái thuyền này có những cái gì. Không biết có trái quỷ không ta. Mình nghi là trong này cũng có trái quỷ á. Ui, còn có buồng lái ở đây nữa nè. Xịn vậy. À, chắc mình sẽ cầm cái đuốc lên để cho các bạn dễ dàng quan sát hơn. Nãy mình quên mình cất hết trơn đuốc rồi nên nó tới thui à. Trong này thì có đường đi xuống dưới. Có tên nào dưới này không? Ui, không có. Ui, lại là ba kim cương. Xịn vậy. Có kim cương là ok rồi. Có một ít cái khoai tây nhưng mà mình không cần lấy cũng được. Và trong đường này thì Enderpear. Ngọc Ender. Được nha. Mình sẽ cất thêm đồ ở trong nha. Để có thêm không gian. Bếp nhà mình sẽ đem ra nè. Có được một cái gậy lửa vàng. Một cái musket. Không biết cái này là như là cái cây súng mà có gắn dao ở phía trước á. Rồi một cái fire rosary. Cái này giống như dây chuyền vậy ta. Một khối vàng nè. Rồi đá dịch chuyển. Ủa, cái đá dịch chuyển này như thế nào? Bấm cái dịch chuyển về nhà hả?
đúng không đây, hay là lừa mình đây? Đâu xíu mình sẽ test thử nha, coi coi nó có dịch chuyển về nhà được không. Và đây còn phòng nè, để mình xuống dưới nốt luôn. Dưới này, à cái này là trại giam của mấy cái tên hải tặc nè. Mấy tên nào mà kiểu như bị bắt á sẽ bị nhốt dưới này hay sao á. Rồi để mình thử lấy cây cúp và đào cái hàng rào sắt này ra, coi cái cửa sắt này ra. Ui cái này chứa đồ. À vậy là đây là kho lương thực của mấy cái tên cướp biển nè. Có bản đồ thôi. Room này thì chứa emerald. Mình sẽ vứt bớt mấy cái lướt bát common đi, vì mấy cái common nó dởm lắm luôn ấy. Đá lửa thì có thể lấy được. Và room này có thức ăn. Room này có da bò. Ý da bò mình lấy được nè, thì mình lấy một vài cái da bò về nhá. Rồi tạm thời thì mình sẽ đã lấy hết đồ trong cái tàu này rồi. Và bây giờ ý mình lên đây cứ bị tên nào cà khịa hoài ta. À núp ở trên này lùm bắn lén nè, mấy cái dây leo nó che mình không có để ý á. Rồi giờ mình sẽ test thử cái đá dịch chuyển, coi coi có dịch chuyển vào nhà được không nhá. Được không? Ủa kìa, dịch chuyển về điểm đầu tiên mà. Ủa là sao vậy? Hình như mình lưu cái điểm dịch chuyển ngay đây rồi. Chắc là nó sẽ dịch chuyển vào cái điểm đầu tiên mà mình dùng á. Thôi kệ. Dù sao nó cũng là một cái hay, nhưng mà mình cần phải dịch chuyển về ngôi làng để ngủ cái đã. Sáng thức dậy thì mình sẽ mở cái rương chứa trái ác quỷ bên trong coi là trái gì nhá. Rồi và mình đã ngủ xong rồi, bây giờ mình sẽ làm một cái chìa khóa để có thể mở được cái rương gỗ này. Hy vọng là sẽ ra một cái trái ác quỷ nào đó xịn xịn. Trong này mình vẫn còn thừa ra một trái chi du nè, mình đang sưu tầm hết những cái trái ác quỷ trong thế giới One Spy á, cũng như là một trái Goem, nhưng mà sắp tới mình sẽ ăn xem như thế nào. Còn trái Guranome này chắc mình sẽ dùng trong một thời gian dài đó, vì nó sẽ phục vụ khá là tốt trong việc chiến đấu. Và giờ không chần chờ gì nữa, mình sẽ mở cái rương gỗ này, hy vọng là một trái ác quỷ thật là xịn. Và ta-da, ồ một trái ác quỷ mới, nó được mang tên là Suke no Mi. Ui cái này có 3 skill đã nha, nhưng mà cái skill 3 của nó là Suke Punch kìa, cú đấm Suke hả. Trái gì đây ta? Để trong thời gian với 2 tập mình sẽ tìm hiểu coi cái trái Suke này có hay không nhá. Nếu mà hay thì mình sẽ tìm hiểu và rồi ăn thử xem như thế nào. Trong One Speed mà càng test nhiều trái quỷ thì mình sẽ càng am hiểu hơn. Rồi và như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã có được một trái quỷ mới, được mang tên là Suke no Mi, cũng như là có xuống Nether á. Nhưng mà ở dưới Nether thì cực kỳ nguy hiểm luôn, những con quái vật ở dưới á nó mấy chục máu không à. Nhưng mà không sao, với sự giúp đỡ của trái Rura no Mi trong ngày hôm nay thì mình đã đánh bại được khá là nhiều tên quái vật cũng như là những kẻ thù mạnh á. Và trong thời gian sắp tới thì mình sẽ cố gắng tìm thêm những cái con tàu hải tặc nè, cũng như là những cái con boss trong này á để mình đánh bại và tìm thêm đồ nhá. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.